Trước đây hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đều tiến hành tuyển dụng từ hàng trăm cho đến hàng nghìn nhân viên mới một lúc, song do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 thì các doanh nghiệp đã phải bắt đầu chuyển sang hình thức tuyển dụng lao động theo yêu cầu công việc, chặt chẽ và có chọn lọc hơn. Nhiều hình thức tuyển dụng mới đang được áp dụng nhanh chóng trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là trong số 10 tập đoàn hàng đầu. Tập đoàn SK cho biết, từ năm nay, tất cả các chi nhánh của tập đoàn lớn thứ ba Hàn Quốc này sẽ tuyển dụng 100% nhân viên theo yêu cầu công việc, thay vì tuyển dụng ồ ạt khoảng 8.500 tân binh mỗi năm như trước đây. Tập đoàn LG cũng chuyển sang hình thức tuyển dụng theo yêu cầu từ năm 2020, Tập đoàn Viễn thông KT cũng đã bỏ hình thức tuyển dụng ồ ạt và bắt đầu tuyển dụng nhỏ lẻ theo yêu cầu công việc. Sự thay đổi này sẽ giúp giảm đáng kể chi phí so với các đợt tuyển dụng quy mô lớn.